Em bông ơi, em bông chơi ghế rung rất kinh. Cái đạp ghế rung cái này thôi. Trông mình duyên dáng quá rồi đấy nhá. Con gái nhỉ. Cho cả hai ngón tay vào miệng kia kìa. Con gái duyên dáng lắm rồi. Đạp khỏe quá. Ê. Ê chà. Ê chà. Ê chà. Mệt chưa hả con gái? Mệt chưa? Đạp áp thế mệt chưa? Vẫn còn cười được hả?